lúc nãy bà sợi chim rệp xua, bà chấp bàn mang bầm buồn đập bầm bay nết tì yộc ngày sập, tì bầm buồn, mê sa pi pon mà phai mùi, chia video commentary khai mùi, sala krong, bà cả bắt tầm bàn mà chân nuôn đời xa về miền cà tu chlong cổ vật đập bầm buồn, nơi tì krong phân bình. Hãy xem khơi video bóng phá ôn và chia chôn khá sẵn lâu là to và rừng bật nâng nhóm xong cho mẹ ta nhóm khá phơm nè nhóm khá phơm nè nè đã sẵn to và nâng nhóm xong khá phơm mong bà phơ ạc xoá ngọp bê tơ rô cả lại ngọp tơ rôk chlong nè ta kết bắt kết bài về chế lạc hãy nạ xoăn cũng phơ bê bà phơ bê tơ rô ngọp bê nà ngọp tơ nơi sọc nào có kết bắt chẳng đài anh em khi ông dạy trăng, yu yu tới bị chia chôn khla, bong pa on khla, mà dìa mền tên, mà dìa hay chơi đại rệt cá tiệt, rệt cá bắt nó mình ao ngọp, làm bay tụt tơ, tại bà chọn ngọp bên, hột tơ na hột tơ rệt cá chập ập chập đi, mình đai khơi bị chia chôn na, phơ ở đằng say, bong hai khi ông có xong, o con đờ bọn phụ ôn chôn rùm chết và chia chôn nơi tì cổng phân bình đại sát tam ca nai nôm rồi bỏ cơ xuống sọc khá vị ba sẽ mát tất cách nâng rệ chá khá nông ca bằng ca nà nà mai khá nông ca bằng ca cầm liệt liền đai bẹ mà hai ọt thamốt nâng ca lùm bạ chlong rộp a xoan cô vật đọc phụ ôn này